Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là FAMI, vừa cho biết thành phố cần khoảng 72.000 việc làm trong quý 2. FAMI đã khảo sát gần 5.200 doanh nghiệp. Kết quả, các doanh nghiệp cần tuyển 72.000 việc làm trong quý 2, chủ yếu là tuyển nhân sự chất lượng cao, có tay nghề. Chiếm tỷ lệ lớn nhất vẫn là nhu cầu tuyển lao động có trình độ đại học cao đẳng và trên đại học 35%, nhu cầu ít nhất ở đối tượng sơ cấp nghề và công nhân kỹ thuật lành nghề. Nhu cầu tuyển dụng đang cao ở các nhóm ngành kinh doanh tài sản, bất động sản, kế toán, kiểm toán, vận tải, kho bãi, xuất nhập khẩu, dệt may, giày da. Đáng chú ý, ngành dệt may, giày da có nhu cầu tuyển gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 là thời điểm thu hút nhiều nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ, chủ yếu là sinh viên, học sinh và lao động phổ thông ở các nhóm ngành về dịch vụ phục vụ, giao hàng nhanh, lái xe, điều hành xe, tổ chức sự kiện, các dịch vụ du lịch, nhân viên vệ sinh, biên, phiên dịch, hướng dẫn viên, v.v.